Khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 6 tháng 8, tại cơ sở dịch vụ Phun Sơn BU Quyết Tâm ở địa bàn khu công nghiệp làng nghề Thái Yên, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đã bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, trong lúc các công nhân và chủ cơ sở đang làm việc, thì phát hiện ngọn lửa bùng cháy trong khu xưởng, sau đó lan rộng. Mọi người đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài và hô hoán người dân dập lửa. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện đến tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Do trong khuôn viên nhà xưởng có chứa nhiều vật dụng dễ cháy như bàn ghế, bàn thờ, giường tủ nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói bốc cao nghi ngút. Khoảng 2 tiếng sau, đám cháy mới được khống chế dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy xảy ra không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê mức độ thiệt hại về tài sản.